kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đề kẹp dân và hai gọng kìm, tổng cần tập hỗ trợ Chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam được xem là chế độ công an trị Bởi chính công an được Đảng giao nhiệm vụ làm lá chắn để bảo vệ chế độ Chứ không phải là bảo vệ sự bình yên cho nhân dân Bảo vệ nhân dân chỉ là danh nghĩa, danh từ nhân dân Được gắn sau cụm từ công an cũng chỉ để làm bị dân Đúng ra họ nên dùng cụm từ công an đảng thay vì dùng cụm từ công an nhân dân. Cơ quan chấp pháp mà vì dân thì sẽ thượng tôn pháp luật, còn vì đảng thì chắc chắn sẵn sàng đạp lên pháp luật. Tô Lâm nắm bộ máy công an khổng lồ với ngân sách lên đến hơn 100.000 tỷ đồng mỗi năm. Cơ quan này ngày đêm tìm kiếm những tiếng nói phê phán và ra tay bắt bớ bỏ tù họ. Dù rằng tiếng nói phê phán chỉ để cho chính quyền thay đổi tốt hơn, nhưng với quan niệm tha bắt lầm còn hơn bỏ sót. Công an Việt Nam bắt hết những ai phê phán chế độ, dù chỉ là lời phê phán nhẹ nhàng. Sau khi nâng quan hệ với Mỹ thì Bộ Công an Việt Nam lại giao lưu với Công an Trung Quốc. Chính sách công an trị của Việt Nam và Trung Quốc là tương tự như nhau. Tuy nhiên với mức độ tàn khốc thì Công an Trung Quốc thường đi trước và Việt Nam là nước luôn học hỏi. Mỗi khi Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam gặp và làm việc với phía Trung Quốc thì thường họ trao đổi với nhau về biện pháp trị dân là chính chứ không chỉ là hợp tác dẫn độ tội phạm như giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden, ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam lại cử ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam sang thăm và làm việc cùng với Bộ Công an Trung Quốc. Việc ông Tô Lâm đến Trung Quốc được cho là để chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kết nối chặt chẽ với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xem Mỹ là nơi hậu thuẫn lớn để có thể tạo lên làn sóng dân chủ trong nước, khiến họ luôn đề phòng Mỹ. Việc cử ông Tô Lâm sang Trung Quốc là một công đôi việc vừa gửi thông điệp không ăn ở hai lòng với Tập, vừa học hỏi phương pháp đè bẹp làn sóng dân chủ có thể trỗi dậy khi Việt Nam xích lại gần Mỹ hơn sau khi siết gọng kìm xã hội, công an bây giờ siết thêm gọng kìm ngôn luận. Có thể ví công an như là cái cùm để còng tay nhân dân, thì Ban tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông chính là bộ máy bịt miệng nhân dân. Nguy hiểm nhất là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, vốn lại là một tướng trong quân đội. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn cho quân đội hóa Ban tuyên giáo Trung ương với việc đường Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa về làm trưởng ban ở đây. Vào ngày 23 tháng 9, Hội nghị Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông các nước ASEAN lần thứ 76, tức AMRI 16, diễn ra tại Đà Nẵng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, đã gặp ông Sun Yali, chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Quốc vụ Viện Trung Quốc. Tại hội nghị này còn có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia đối thoại hầu hết các nước tham gia hội nghị này đều khác thể chế chính trị việt nam chỉ riêng trung quốc là tương đồng việt nam sẽ học hỏi nhiều từ trung quốc chứ không phải là từ nhật bản và hàn quốc bởi nhật bản và hàn quốc là hai quốc gia có tự do báo chí cho nên việt nam chẳng trao đổi gì nhiều với các quốc gia kia quan trọng là trao đổi với trung quốc mà thôi chính sách truyền thông của đảng cộng sản trung quốc và đảng cộng sản việt nam là giống nhau, đều tìm cách bịt miệng chính nhân dân của mình. Muốn siết cổ dân, ông Tổng phải gần tàu. Sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ Biden, ông Nguyễn Phú Trọng lại tăng gọng kìm để kẹp vào cổ nhân dân. Đó là gọng kìm công an trong gọng kìm tuyên giáo. Hai gọng kìm này được sự giúp sức của Bắc Kinh thì có thể nói người dân Việt Nam ngày một khốn khổ đặc biệt là ông Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hồng. Ông này không những kiểm soát chặt chẽ nội dung báo chí, mà ông ép các mạng xã hội nước ngoài bức tử người dùng nếu dám phê phán chế độ. Việc bắt giữ bà Ngô Thị Tố Nhiên, chuyên gia năng lượng xanh ngay sau khi Tổng thống Mỹ Biden thăm Việt Nam là một thông điệp rõ ràng mà ông Tổng thông qua bàn tay của ông Tô Lâm muốn nhấn nhủ đến 100 triệu người dân Việt Nam rằng càng xích lại gần Mỹ thì Đảng Cộng sản càng cho thiết cổ dân bất chấp đấy là chuyên gia có ích giúp cho kinh tế Việt Nam chuyển đổi xanh. Và sắp tới đây, những hoạt động ngôn luận trên mạng xã hội sẽ bị bức hại nặng nề hơn nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin để kẹp dân vào hai gọng kìm tổng cần tập hỗ trợ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đề Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sang Sứ Samba, Thủ tướng trổ tài diễn hài trước bạn bè quốc tế Mơ ước là quyền nhưng thực hiện được mơ ước hay không thì là năng lực. Mơ ước là vô hạn nhưng năng lực bao giờ cũng giới hạn. Người thực tế biết vạch ra mơ ước phù hợp với năng lực của mình thì đó là người chín chắn, trưởng thành. Người vạch ra ước mơ quá cao, vượt quá xa khả năng thực hiện thì đấy là mẫu người không tự lượng được giá trị và năng lực của bản thân mình. Chủ nghĩa Cộng sản là chủ nghĩa hoang tưởng. Họ mơ về một xã hội làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu rồi từ đấy xây dựng lên một con đường hoang tưởng, gây ra biết bao nhiêu tai họa thảm khốc cho xã hội và loài người. Năng lực luôn có giới hạn, nhưng nhu cầu là thứ vô hạn. Cho nên, những nhà hiền triết từ cổ trí kim đều khuyên con người ta sống biết đủ thì mới có hạnh phúc, bởi cứ thả ước mơ bay cao, nhưng năng lực không có thì lấy gì để thực hiện ước mơ đầy. Ước mơ chính là quyền, nhưng mơ kiểu này thì lại không ổn. Người Cộng sản Việt Nam đến nay vẫn ra giả về thứ chủ nghĩa Cộng sản, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn quyết tâm đi theo hướng đó, đi theo ước mơ hoang đường, đấy là sự lầm đường, lạc lối, khiến cho nhân dân mất tự do, đất nước không phát triển, xã hội thì kém văn minh, và nhiều hậu quả khác không thể đếm xuể. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản vẫn cố chấp vẫn đi theo con đường đầy sai lầm ấy, dù rằng họ đã bỏ đi đường lối kinh tế cũ, nhưng về chính trị vẫn cố bám víu vào những gì mà các ông tổ đã vẽ vời ra thiên đường xã hội chủ nghĩa đã vạch ra. Kẻ cố chấp là kẻ thiếu trí tuệ, và Đảng Cộng sản là một thực thể như thế. Bên trong một đảng cầm quyền vô minh thì cũng sản sinh ra những con người vô minh như vậy. Lãnh đạo cộng sản không tung ra những quyết định hành dân và hại dân thì đã là may mắn lắm rồi. Báo tìm cho ra lãnh đạo tài tình sáng suốt thì làm sao có để mà tìm. Ông Nguyễn Xuân Phúc thời làm thủ tướng để lại ấn tượng như một anh hề ăn nói thiếu suy nghĩ, làm cho cười cho thiên hạ khắp nơi. Những câu chuyện hài hước với ông thủ tướng gốc Quảng Nam, đầu nghiêng nghiêng và nói những lời như dân cắn thuốc, đó là ấn tượng duy nhất mà ông cựu thủ tướng và cựu chủ tịch nước này để lại cho toàn dân. Ước mơ không có giới hạn, nhưng năng lực thì luôn có giới hạn. Nhận ra đúng năng lực quan trọng hơn là bay theo giấc mơ. Đảng đã tạo ra một ông cựu thủ tướng Phúc như thế. Khi đảng thay thế ông Phúc bằng ông Chính thì cũng chẳng khác là bao. Ông Phạm Minh Chính cũng là một diễn viên hài không kém ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây. Có điều ông Phạm Minh Chính không diễn hài nhiều như ông Phúc, nhưng ông lại có một sâu diễn ấn tượng hơn ông Nguyễn Xuân Phúc rất nhiều. Đó là sâu diễn nào? Câu hỏi này dư luận đặt ra. Vào 24 tháng 9, theo giờ địa phương, ông Phạm Minh Chính tới thăm câu lạc bộ bóng đá ở thành phố São Paulo. Tại đây, ông Phạm Minh Chính cao hứng vờ hài chưa từng có mà ông đã diễn được. Ông nói ông mơ về trận chung kết bóng đá thế giới giữa Việt Nam và Brazil. Trước đó, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, sau một hồi phát biểu luyên thuyền chẳng có người nghe, ông Thủ tướng Việt Nam đã tự vỗ tay để mà tán thưởng chính mình. Nó rất vô duyên trước con mắt của cộng đồng quốc tế, nhưng lại rất cộng sản. Bởi bản chất cộng sản đã luôn tự sướng và họ có cả bộ máy khổng lồ để luôn làm chuyện vô lý ấy. Lại nói về cái ước mơ gặp đội tuyển Brazil ở trận chung kết bóng đá thế giới con lợn mà muốn bay như con chim thì chỉ là người ta phỉ cười mà thôi. Làm thủ tướng nhưng ông chỉ phát biểu cho sướng cái miệng mà không cân đong đo đếm được năng lực thì quả là ngán ngẩm. Ông đang tự đóng vai một anh hề mà ông không hề hay biết. Đảng từng mơ cao nhưng lại không hiểu nổi năng lực của mình tới đâu thì giấc mơ ấy chắc chắn không thành hiện thực. Hiện nay, theo thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA, Brazil đứng thứ ba chỉ sau Argentina và Pháp. Trong khi đó, Việt Nam đang có thứ hạng số 95, đứng trên cường quốc bóng đá số 1 của Đông Nam Á nhiều năm qua là Thái Lan, ở vị trí số 112. Việt Nam vượt qua Thái Lan trên bảng xếp hạng, nhưng không có nghĩa là trình độ bóng đá của Việt Nam vượt họ, mà chỉ tương đương với họ mà thôi. Lúc này Việt Nam vượt lên, lúc khác Thái Lan lại hơn. Đó là chuyện bình thường của thể thao ngay cả cường quốc bóng đá lẫy lừng như Brazil đã hơn 20 năm họ vẫn chưa vào được trận chung kết thì nói gì đến Việt Nam? Việt Nam chưa tiệm cận trình độ bóng đá của châu lục chứ nói gì đến bóng đá thế giới đầy? Có lẽ ông phạm minh chính mơ về một suất dự quốc cúp thì thực tế hơn là mơ về trận chung kết bóng đá Việt Nam Brazil là hoang đường, e rằng người ta lại nghi ngờ là ông không bình thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Sang Sứ Samba, Thủ tướng trổ tài diễn hài trước bạn bè quốc tế. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình bấm nút Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm